Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều. Vậy nhưng đến nay vẫn còn nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đề ra chưa đạt như kỳ vọng. Tại những phiên họp thường kỳ gần đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo các sở ngành địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở. Và thông điệp ngày cuối tuần hướng về cơ sở của người đứng đầu chính quyền tỉnh đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành chức năng cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã về với cơ sở trong những ngày cuối tuần, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong nhiều lĩnh vực từ cấp cơ sở. Đề nghị là dành một cái ngày thứ bảy về cơ sở để tháo gỡ và tập trung các đồng chí lãnh đạo các huyện. Thực sự mà nói là phải xuống cơ sở và đi thực tế công trình. Và trong thực tế rõ ràng là khi có cái sự chỉ đạo trực tiếp ở cái khu vực đó thì chỉ một tuần sau thôi nó lại khác. Một buổi công tác về với cơ sở của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tại huyện Bảo Thắng và Bảo Yên. Doanh nghiệp này mong muốn sẽ đầu tư một nhà máy sản xuất chế biến tơ sợi và tinh bột chuối tại Lào Cai. Dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng 3 năm qua, doanh nghiệp vẫn chưa thể khởi công nhà máy do những vướng mắc về mặt bằng và thủ tục. Và những nút thắt này đã được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ngay tại cơ sở. Nếu mà không phối hợp với nhau mà không tạo điều kiện doanh nghiệp thì không bao giờ doanh nghiệp. Bây giờ anh chọn những hạng mục này, anh khởi công bình thường. Anh có khởi công thì huyện nhìn thấy mới tập trung vào giải phóng bằng. Toàn bộ cái phần giải phóng mặt bằng ở đây thì tỉnh sẽ bỏ tiền ra cấp vốn mục tiêu về cho huyện, và huyện cái đấy là theo cái nghị quyết hội đồng dân. Hết sức cảm động và ngưỡng mộ cái làm việc của lãnh đạo tỉnh. Hôm nay là ngày Chủ nhật, là đi tất cả các cái cơ sở và kiểm tra trực tiếp tận tay và để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thì tôi tin chắc là với những con người như thế và với những cái tiềm năng như vậy thì Lào Cai chắc chắn sẽ phát triển. Còn ở cấp huyện, phong trào ngày cuối tuần hướng về cơ sở cũng đang lan tỏa rộng khắp với tinh thần huyện bám thôn, xã bám hộ, các tổ chức chính trị xã hội bám tới từng nông dân. Tại nhiều địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dành những ngày nghỉ về với cơ sở để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn vướng mắc trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào những điểm nghẽn cho phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi sẽ tập trung các cái hoạt động về thôn để thứ nhất là tổng vệ sinh môi trường, thứ hai vận động người dân trong các cái giải phóng mặt bằng, rồi là vận động người dân trong cái phát triển kinh tế xã hội, tập trung hướng về cơ sở thông qua cái hoạt động rất thực tiễn, đó là cái phong trào là cùng nhau về thôn. Tất cả các ngày thứ bảy trong các tuần thì cả huyện có những cái kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết, phân công, phân nhiệm và có dự kiến kết quả. Qua đó thì tạo được cái phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, rồi cải tạo cái môi trường trong nông thôn rất là tốt. Chính từ những ngày cuối tuần hướng về cơ sở đã kịp tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đóng góp chung vào các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.